8 tháng 3 của các cặp đôi mới yêu. Em à, mình cùng nhau đón thêm nhiều cái 8 tháng 3 nữa nha. 8 tháng 3 của các cặp đôi yêu lâu. Wow! Em thích không? Đây là món quà mà anh mua tặng em á. Cảm ơn anh. Em có quà tặng cho anh đó. Nay quốc tế phụ nữ mà anh cũng có quà nữa hả? Tặng anh nè. Muốn tặng quà cho anh mà cũng mấy con ngày nữa hả? Em thấy mấy cái quần anh hay mặc đến lúc phải thay rồi nên em đặt cho anh cái mới á. Anh hay mặc cũng mất sơ mi đúng không? Cảm ơn em nhiều nha. Mấy cái này mà em không để ý nữa hả?